Mến chào quý anh chị và các bạn Hôm nay em sẽ chia sẻ cách gói bánh ít lá cẩm nhân dừa Và với cái cách gói này rất là dễ và đơn giản luôn á Bánh của mình sau khi làm xong cũng rất là mềm, dai và không có bị cứng nha Bánh này để qua đêm ăn cũng rất là mềm luôn các bạn Sau đây thì mời quý anh chị và các bạn cùng theo dõi video và làm nha Về nguyên liệu thì mình dùng ở đây là nửa ký bột nếp Bột nếp thì mình dùng loại nào cũng được nha Và một ít lá cẩm nè để mình tạo màu cho bánh ha lá cẩm này một tí nữa mình sẽ nấu lên và lấy cái phần nước cốt của nó nha tiếp theo là chuẩn bị 500 g cơm dừa mình dùng cơm dừa rám các bạn cái phần cơm dừa nó vừa khô tới thôi đừng có khô quá ha nếu mà dừa khô quá thì nó bị sảm các bạn dừa rám như thế này nè là được rồi đó mình sẽ nạo ra các bạn có thể nạo nhuyễn hoặc là mình bầm ra cũng được nha và mình chuẩn bị kèm theo là một ít đậu phộng đậu phộng này thì mình dùng khoảng 3 muỗng canh ha và hai củ khoai lang mình dùng khoai lang sữa này mình nhồi chung với bột cho bột nó mềm và nó dẻo ngon hơn nha. Và 100 g đậu xanh để một tí nữa mình trộn chung với phần nhân ha. Và 300 g đường cát. Quý anh chị và các bạn có thể gia giảm lại lượng đường tùy theo khẩu vị của gia đình mình ha. Kèm theo là hai ống vani và một ít muối. Công việc đầu tiên của mình là sẽ đi ngâm đậu xanh ha. Đậu xanh thì mình sẽ ngâm với nước ấm từ 3 đến 4 tiếng cho nó mau mềm. Đậu xanh mình ngâm trước như thế này mình nấu sẽ mau chín nha các bạn Sau đó thì mình sẽ rửa sạch và bắt lên bếp mình nấu Mình cho khoảng 2 lít nước mình nấu khi nước nó sôi lên nè Mình sẽ đổ bỏ cái phần nước bọt này đi Sau đó thì mình sẽ chừa lại một lượng nước cách với mặt đậu khoảng một lóng tay nha Và mình hạ lửa xuống mình nấu rêu rêu trong vòng khoảng 20 phút cho đậu nó chín mềm ha và trong quá trình nấu thì mình nhớ đậy nắp, để nắp nó hở một chút nè các bạn Để khi mà phần đậu nó sôi lên đừng có bị trào ra ha mình nấu thêm khoảng 5 phút nữa cho phần đậu nó cạn hết nước luôn nè và mình tán nhuyễn ra cho đậu nó mềm mịn ha và bây giờ thì mình sẽ đi chuẩn bị cái phần nhân cho hết cái phần cơm dừa vào cái chảo để mình xào nha và cho hết 300 gram đường vào luôn tùy vào khẩu vị của gia đình mình thì mình gia giảm lại cái lượng đường nha sau đó thì mình sẽ trộn đều lên để cho đường và cơm dừa nó hòa trộn với nhau và nó thấm đường nè và mình cứ bắt lên bếp và sơn với lửa trung bình ha Trong quá trình sơn thì mình cứ đảo đều liên tục như thế này nha Và mình sẽ sơn nhân dừa trong vòng khoảng 40 phút để cho nhân dừa nó thật là dẻo luôn ha Nhân dừa nó càng dẻo thì cái phần nhân bánh ít của mình nó sẽ càng ngon Mình cứ đảo đều liên tục không ngân tay luôn nha các bạn mình sơn được khoảng 20 phút quá thì thấy cái phần cơm dừa nó khô ráo lên bớt rồi nè Lúc này thì mình sẽ cho hết cái phần đậu xanh đã chuẩn bị vào luôn ha Đậu xanh này thì mình cho vào 100g nha Sau đó thì mình sẽ trộn đều lên Và mình xên thêm khoảng 10 phút nữa Mình thấy cái phần nhân dừa bắt đầu nó dẻo lại rồi nè các bạn Lúc này thì mình sẽ cho đậu phộng vào ha Với cái lượng nhân như thế này thì mình cho vào 3 muỗng canh đậu phộng nha Sau đó thì mình sẽ trộn đều lên ha nếu các bạn không thích ăn đậu phộng thì mình có thể không cho vào cũng được Nhưng mà mình thấy cái phần nhân có đậu phộng thì nó sẽ ngon hơn Tiếp theo là sẽ cho vào hương vani mình cho vào đây hai ống để giúp cái phần nhân của mình nó thơm hơn. Khi mà cho vani xong rồi thì mình cũng trộn đều lên để cho vani và nhân nó hòa trộn với nhau. Và mình sẽ sên tiếp tục khoảng 5-10 phút nữa thì mình sẽ tắt bếp nha. Mình thấy cái phần nhân nó chừng này là được rồi nè. Nó dẻo miệng như thế này là được, đừng có sên lâu quá thì nhân sẽ bị lại đường nha các bạn. Tiếp theo thì mình sẽ đi pha bột nha cái phần khoai lang mình đã luộc chín rồi nè bây giờ thì mình sẽ tán nhuyễn ra để một tí nữa mình bóp chung với bột ha khoai lang mình tán nhuyễn ra lúc còn nóng nha các bạn xong rồi cho hết 500 trăm một nếp vào luôn và cho hết cái phần khoai đã tán nhuyễn vào ha và các bạn lưu ý là khi khoai còn nóng thì mình nhồi chung với bột luôn nha mình sẽ dùng tay mình nhòi bóp cho nó hòa trộn với nhau khi mà khoai với bột nó trộn lẫn với nhau xong rồi nè bây giờ mình cho vào ít muối nữa khoảng 1 phần tư muỗng cà phê ha tiếp theo thì mình sẽ đi nấu cái phần nước lá cẩm khi mà nước lá cẩm nó sôi thì mình lấy cái phần nước cốt để mình pha bột nha khi mà nước còn nóng thì mình cho vào bột luôn nè mình lấy nước còn nóng thì để mình lấy trùng bột luôn ha trộn đều lên nha các bạn Lúc này thì phần bột và nước nó còn rất là nóng luôn á Mình cho vào từ từ và mình trộn đều lên Và với 500g bột này mình trộn với khoảng 320ml nước nha Các bạn cứ cho từ từ vào và mình trộn tùy vào bột cũ hay mới thì cái lượng hút nước nó khác nhau á Cho nên các bạn cứ cho từ từ vào và mình trộn nha Và mình cứ vừa cho nước vào vừa nhồi liên tục như thế này nè Khi nào bột nó mềm mịn thành một khối như thế này là được Bây giờ thì mình sẽ ủ bột ở đây khoảng 15 phút ha Mình ủ bột cho bột nó nở ra nha các bạn Tiếp theo thì mình sẽ đi chuẩn bị cái phần lá chuối nè Lá chuối này một tí nữa mình sẽ gói bánh á Lá chuối này mình đã phơi nắng cho nó héo rồi nè các bạn Nếu nhà các bạn không có nắng thì mình có thể trụng qua nước sôi nha Và chuẩn bị khoảng nửa tô dầu nè Để một lát mình nhúng chè vào á và ở đây mình có chuẩn bị cái túi ni lông để mình vò nhân nè Mình cho vào đây khoảng một muỗng canh ha Mình bắt nhân thì mỗi một viên nhân thì bằng một muỗng canh á Mình cho vào cái túi ni lông nè, sau đó mình sẽ vò tròn lại Mình bóp nhẹ nhẹ lại như thế này thì cái viên nhân nó tròn rồi nè Mình vò nhân như thế này rất là nhanh và học vệ sinh luôn á, không cần phải vò tay ha Mình cứ vò liên tục như vậy rất là nhanh, dễ và không có khó gì hết á Do cái phần nhân của mình nó còn mềm với các bạn cho nên mình vò như thế này thì nó dễ hơn là vò bằng tay nha cái viên nhân này mình vò không cần phải tròn quá ha Đi vào phần nhân và phần bột mình đã chuẩn bị xong rồi nè bây giờ thì mình sẽ đi nắn bánh nha ở đây thì mình sẽ chia bột ra một cục bột thì gần bằng một cục nhân nha tùy vào các bạn thích ăn to hay nhỏ và cái cục bột nhiều hay ít thì mình tạo hình ha và mình sẽ vò viên ở đây như là vò chè trôi nước vậy đó vậy là xong rồi đó các bạn mình sẽ cho vào cái tô dầu ăn này ha sau khi vò xong rồi thì mình sẽ cho vào tô dầu này nha. tại vì bột này gói chung với lá thì nó rất là dính luôn á, cho nên mình sẽ thấm với dầu ha. và mình cứ vò một lần ba bốn viên mình bỏ vào tô dầu này để mình gói bánh luôn cho nó tiện ha. ở đây thì mình có hai cách gói nha các bạn. đầu tiên thì mình sẽ hướng dẫn cách gói rất là đơn giản và đỡ tốn lá nhất. đó là mình dùng một lá chuối thôi ha. mình gói như thế này nè, cho viên chè vào, sau đó thì mình sẽ gấp hai bên nha gấp hai cái bên đầu lại xong rồi thì mình sẽ tóm máy dưới nè định hình là cái bánh cho cái bánh nó dính lại luôn ha vậy là xong rồi đó các bạn rất là đơn giản và dễ luôn á và cái cách gói này thì mình chắc chắn rằng ai cũng có thể gói được hết mình làm lại một lần nữa cho các bạn xem nha và gói bánh này thì các bạn chịu khó là bị dính dầu ha tại vì cái phần dầu lúc nào cũng phải nhiều hết nếu mà bột dính với lá mà không có dầu thì khi mình hấp chín thì cái phần bột nó dính lá hết trơn à cái bánh không có bông tróc luôn các bạn tiếp theo thì mình sẽ hướng dẫn với cả nhà cách gói truyền thống nha gói này là gói hai lá ha đầu tiên sẽ gói một cái lá nhỏ trước nè cái lá nhỏ thì mình cũng thoa dầu lên hết luôn để cho bánh của mình đừng có bị dính á tiếp theo thì mình sẽ cho cái viên bột vào Thay vì mình cho viên bột vậy thì mình khỏi cần thoa dầu lên lá cũng được Nhưng mà mình muốn chắc ăn hơn không có bị dính thì mình thoa dầu lên lá một lần nữa ha Ở đây thì mình gõ cái bánh nó hình cái tháp này các bạn Mình vuốt cái đầu nhỏ nhỏ cho nó nhọn lại Cái đầu nó nhọn thì cái bánh nó mới đẹp nha Xong rồi mình túm hai bên lại mình xếp y như là xếp chiếc máy bay vậy đó Đó vậy là xong rồi đó các bạn Túm hai đầu lại và hai cái khúc dưới này các bạn mình túm lại á, thì khi mà mình hấp lên thì cái bánh nó sẽ định hình không có bị bung ra đâu mình làm lại cho các bạn cùng xem nha cái cách gói này cũng khá là dễ luôn nhưng mà mình gói bằng hai lớp lá ha Vậy là bánh ít của mình đã gói xong rồi nè, cũng khá là nhanh luôn á. Bây giờ thì mình sẽ đem đi hấp ha. Mình xếp bánh ít này vào nồi để mình hấp nha các bạn. Mình xếp cho nó nằm ngang nè, để khi mà hấp á bánh của mình không có bị bung lá ra ha. Khi xếp bánh vào nồi xong rồi đó bây giờ mình sẽ đem đi hấp ha Bánh này thì mình hấp từ 35 đến 40 phút là chín nha các bạn Chắc chắn thời gian đó bánh sẽ chín nên mình không cần phải thử lại ha Bánh của mình sau khi hấp được 40 phút thì bánh nó chín rồi nè Bây giờ thì mình sẽ cho bánh ra ngoài nha Bánh còn đang rất là nóng luôn á Bánh ít sau khi hấp xong thì mình sẽ để nguội bớt một chút ha Bây giờ thì mình sẽ mở ra cho quý anh chị và các bạn cùng xem nha. Xem thành quả của mình sau khi gói bánh ít thì nó sẽ như thế nào. Bánh sau khi hấp chín xong lên màu lá cẩm rất là đẹp luôn nè. Mình thích nhất là cái màu này luôn các bạn, tại vì màu lá cẩm lên thì có cái màu hồng hồng nó đậm rất là đẹp, đẹp hơn các màu khác. Và bên trong nhân dừa này rất là vừa ăn luôn nha. Nhân dừa dẻo, bánh mềm và không có bị cứng ha. Và khi mình mở lá ra thì bánh của mình không có bị dính lá nha các bạn Rất là bông tróc luôn á Và bánh ít này đặc biệt để qua tới ngày hôm sau bánh vẫn còn rất là mềm và không có bị cứng Bây giờ thì mình sẽ mở ra một cái để qua đêm cho cả nhà cùng xem ha Đây là cái bánh mình để qua đêm nè Bột cũng còn rất là mềm luôn á Mềm và không có cứng nha Nếu mà có thời gian thì quý anh chị và các bạn nhớ làm thử cái món bánh ít lá cẩm này ha Chúc quý anh chị và các bạn sẽ làm thành công và ăn ngon miệng với cái món bánh ít này. Giờ thì em xin kết thúc video và xin chào tạm biệt. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đã theo dõi video và xin hẹp lại các video lần sau.